Tranh cãi gay gắt, bé trai 6 tuổi liệu có thể vào nhà vệ sinh nữ hay không? Sự việc này xảy ra vào hôm qua ngày 30 tháng 1 tại một nhà vệ sinh ở ga tàu điện ngầm thuộc Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang, Trung Quốc. Được biết, cô gái trong sự việc thấy một bé trai đang đứng trong nhà vệ sinh nữ. Cô bèn nói cho em biết đây là nhà vệ sinh dành riêng cho phái nữ, phái nam không được vào bên trong. Sau đó, người mẹ của em bé biết cô đã bảo con mình ra ngoài nên bắt cô phải xin lỗi cậu bé bằng được và đến khi nào cậu bé tha thứ mới thôi, với lý do cô đã làm con tôi khóc, đã làm tổn thương đến tinh thần của nó. Trong khi theo lời cô gái kể lại, lúc bị nhắc nhở, cậu bé không hề khóc mà chỉ đến khi người mẹ làm ầm ĩ lên trong nhà vệ sinh thì cậu bé mới bật khóc. Đến lúc này, cô hỏi bé trai đã bao nhiêu tuổi rồi, người mẹ thản nhiên đáp con mình 6 tuổi, chưa có hành vi năng lực độc lập và vẫn có thể vào nhà vệ sinh với mẹ như bình thường vì chẳng ai cấm điều đó cả. Tuy nhiên, trên thực tế, các bé từ 6 tuổi đã đi học cấp 1, đã được giáo dục về việc phân biệt giới tính, về cách sử dụng nhà vệ sinh dành cho nam và nữ khác nhau. Chính bởi vậy, cô gái nhất quyết không xin lỗi, người mẹ liền gào ầm lên và khăng khăng bắt cô phải thực hiện hành động đó. Trong quá trình này, còn có một người phụ nữ khác và bố cậu bé đứng bên ngoài lên tiếng bênh vực lý lẽ của người mẹ. Cuối cùng, cả gia đình này đã bị nhân viên ở ga tàu điện ngầm đưa ra ngoài. Các bạn nghĩ sao về sự việc này? Chia sẻ suy nghĩ của mình xuống bên dưới phần bình luận nhé. Tiếp tục like, share và subscribe để cùng Tám TV cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày bạn nha.